Chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc với cái loài rồng, và hôm nay Doc sẽ tóm tắt một bộ phim liên quan đến rồng. Bắt đầu nào, ngày xưa, loài rồng và con người chung sống hòa thuận với nhau, nhưng loài người vì tham lam mà lật lọng, ai chị em với tụi mày. Loài người bắt đầu tuyên chiến với loài rồng, một nhà giả kim xấu xa còn tạo ra một con quái vật diệt rồng tên là Giáp Tầm Ma. Tiếc thay, tên nhà giả kim lại bị chính con quái vật ăn thịt, nhạo vãi cứt. Và từ đó loài rồng gần như tan tác vì sức mạnh của con quái vật kia, rồng phải lẩn trốn vào sâu trong rừng. Con người sau khi trải qua hàng chục thế kỷ phát triển thì cũng dần quên đi loài vật huyền thoại đó. Lúc này, trong rừng sâu, một con rồng bạc tên là rồng lừa, trẻ tuổi rất muốn có thể giống như những con rồng trong các câu chuyện của ông rồng râu đá hay kể, có thể tung bay trên trời, phun lửa vào đối thủ. Nhưng những con rồng trong bầy đàn cậu hiện giờ chỉ muốn lấy lửa để làm màu với gái, thích cuộc sống lẩn trốn cho an toàn. Rồng lửa khao khát được một lần đến vành thiên đường, nơi được mệnh danh là thiên đường cho loài rồng, nhưng cậu chẳng biết nơi đó ở chỗ nào vì mỗi lần ông râu đá kể thì đến đoạn đó lại lăn ra ngủ. Một buổi sáng khi đang đi dạo cùng người bạn yêu tinh Sorrow của mình, thì rồng lửa phát hiện ra con người đã lấn chiếm đến sát nơi cư trú của họ. Cậu về báo tin cho tộc rồng thì con rồng đầu đàn liền đưa ra quyết định chuẩn bị đi nấp bà con ơi. Ngay lúc đó, rồng lửa liền nghĩ đến việc đưa loài rồng đến vành thiên đường để sinh sống, cậu sẽ đi tìm đường trước rồi sẽ về dẫn đồng loại mình sau. Gia đình yêu tình Sorrow cũng không khá khẩm hơn, họ sắp hết lương thực cho những ngày ẩn nấp sắp tới nhưng không thể mạo hiểm ra ngoài để con người phát hiện được. Sorrow đề nghị nhà mình đi đến chỗ khác sinh sống nhưng ba của cô lại không biết nơi nào có thể an toàn để sinh sống được. Đêm đó, khi các con rồng khác đang say giấc, rồng lửa quyết định lên đường để thức dậy ở một nơi xa. Nhưng khi cậu vừa định xuất phát thì con Sorrow lại xuất hiện quyết đem bám thằng nhỏ để đưa nhau đi trốn. Nó đi ké người ta mà giọng rất mẹ thiên hạ, đi nhanh không ta đổi ý đó. Thằng nhỏ rồng lửa đã quen bị ăn hiếp nên cũng không mấy khó chịu mà chở con nhỏ đi, dương cao đôi cánh của mình mà rớt xuống. Tại lần đầu bay nên hơi bỡ ngỡ. Sau 2 giây làm quen thì thằng nhỏ rồng cũng bay được. Đang bay thì hai đứa nhìn thấy ánh đèn từ thành phố. Dù biết đó là nơi con người sinh sống nhưng Sorrow vẫn muốn tới đó thử để gặp vị tiên tri. Cái gì cũng biết trong truyền thuyết, người đó không ai khác chính là chị Google của chúng ta. Cùng lúc đó, một thằng nhóc vào một cửa hàng trang sức để ăn cắp rồi nhanh chóng bị phát hiện. Cậu ta tên là Ben. Nhân viên cửa hàng nhanh chóng đuổi theo cậu nhưng với vận tốc của một ông già thì cũng không thể đòi hỏi một pha rượt đuổi đỉnh cao như phim hành động được. Ben nhanh chóng hòa vào đám đông ở quảng trường rồi dễ dàng trốn thoát. Con rồng lửa hạ cánh xuống cái bịch, chắc tại lượng mỡ bụng đáng quan ngại. Yêu tinh Sorrow liền phân chia công việc, con nhỏ sẽ đi tìm chị Google còn cậu sẽ đi nấp. Con rồng đi vào một nhà kho bỏ hoang, nhưng không ngờ đó lại là nơi ở của thằng Ben. Cậu ta đi về nhà thấy con rồng lại nghĩ có ai đó đang cosplay, cho đến khi cậu thò tay vô miệng nó thì thấy nhớt nhớt. Giờ cậu mới nhận ra đang là hàng xịn, hàng Rian nhưng cậu liền bình tĩnh tự nhủ bản thân mình rằng chỉ là một con rồng thôi mà. Rồng lửa nhìn banner giới thiệu phim kỵ sĩ dụ rồng, thì lại nhầm tưởng Ben là kỵ sĩ rồng thiệt nên tính nhờ nó dẫn tới vành thiên đường. Đúng lúc này, yêu tinh Sorrow trở về sau khi đi tìm chị Google thất bại. Vừa nhìn thấy con người thì yêu tinh lập tức nổi đóa vì cô không bao giờ tin tưởng con người cả. Bỗng xe cảnh sát chạy đến gần chỗ đó để truy bắt Ben, thấy vậy cậu ta liền đồng ý cùng con rồng đi tìm vành thiên đường để thoát thân trước cái đã. Rồng lửa tung cánh bay lên trong sự kinh ngạc của những người chứng kiến. Khi đã lên được trên cao, rồng lửa nói rằng vành thiên đường ở một dãy núi xa ơi là xa, bên kia thế giới lận. Vừa nghe tới đó, thằng Ben đã rén liền đòi xuống, rồi giả vờ mất trí nhớ tạm thời là không có hứa giúp đỡ cái gì hết à nha. Ta nói còn hơn chữ hèn. Ben vừa đi thì lại xuất hiện thêm mấy chú lùn đi tới, có điều không được dễ thương như mấy chú lùn của Bạch Tuyết mà toàn thành phần đầu trâu mặt ngựa. Nhưng nhờ bọn họ mà rồng lửa mới biết hướng của vành thiên đường là ở hướng mặt trời mọc, đến đó còn có rất nhiều vàng bạc nữa. Vừa nghe vàng là thằng Ben liền quay xe rất nhanh, lươn lẹo nói mình muốn giúp đỡ. Và con yêu tinh lại tiếp tục cãi nhau với thằng đó. Trong khi đó, một người lùn đang chạy về phía lâu đài gần đó, nơi mà con quái vật Giáp Tầm Ma đang sinh sống. Sau mấy trăm năm không được chiến đấu với rồng, hiện nó đang lên mạng để tìm kiếm bạn hẹn hò. Lỡ không hợp tích cách thì ăn luôn cũng được, tiện ghê. Được cái là có tên trợ lý có tâm, chụp hình còn photoshop quần áo, tóc tai vô cho đẹp nữa, nhưng cái mặt tên Giáp Tầm Gai nhìn như đống sa bần thì làm gì mà đẹp nỗi được. Đúng lúc đó, tên người lùn đi vào nói có tin chấn động có thứ xuất hiện trong rừng, mà không chịu nói thẳng cứ bắt người ta đoán. Gì mà con cừu, cầu vồng, rồi cả Blackpink vậy mà cũng không đúng. Tên người lùn đành nói huỵch toẹt ra đó là một con rồng bạc. Vừa nghe rồng bạc là tên quái vật đã muốn bắt về nấu cà ri ăn rồi. Con quái vật nhanh chóng chạy đến chỗ con rồng kia nhưng tới nơi thì con rồng đã bay đi mất tiêu vì đã thấy chuyện chẳng lành từ xa. Đúng là làm cục hứng ăn của người khác.
con giáp tầm gai liền sai trợ lý lên lưng một con quạ bay theo, rồi có gì gọi Zalo về. Bắt người ta gọi Zalo mà không được điện thoại rồi lấy gì gọi má. Lúc này tại quê nhà, gia đình yêu tinh và gia đình rồng mới phát hiện ra hai đứa con yêu của mình bỏ trốn cùng nhau. Không biết có cảnh bố anh hút rất nhiều thuốc không? Giờ ba đứa tụi nó đang bay qua một sa mạc, bỗng một con bão cát ập tới. Rồng lửa liền tin tưởng nhờ thằng Ben chỉ cách vượt qua và thằng đó liền chỉ cứ lao vào tâm bão là được. Một đứa mù đường nghe lời một đứa ngu thì kiểu cục chỉ có té chật khớp háng. Bọn chúng rớt xuống sa mạc nhưng lại bị tách nhau ra. Sor lại chung ở với Ben còn con rồng rồng lửa thì mất tích. Tên trợ lý của giáp tầm gai cũng xuống gần đó. Yêu tinh Sor tính đi tìm người bạn rồng của mình thì lại phát hiện ra một di tích cổ bị bỏ hoang. Không ngờ vào bên trong đó thì lại gặp con rồng lửa đang nằm ngủ thẳng cẳng. Bỗng có một con quái vật chim lông lá rậm rạp gì đó đi vào, nhìn có vẻ hung tợn nên thôi, nấp đi cho an toàn. Ben mau chóng gọi rồng lửa dậy để cứu nguy. Ngay khi con rồng tỉnh dậy, Ben lại ra oai với con quái vật lông lá kia ỉ phe mình có một con rồng phun lửa. Nhưng xui cho cậu, và may cho con quái vật là rồng lửa không biết phun lửa. Ben giờ mới nhận ra mình đã gáy quá sớm. Cả bọn lại bị con quái vật dí chạy khắp trong di tích cổ. Bỗng có một nhà khảo cổ học xuất hiện giơ cái gương ra cho con quái vật soi. Con quái vật liền la lên ôi xấu quá má ơi, rồi chết đứng như từ hải. Chưa thấy ai mà thích tự vã, tự phỉ báng nhan sắc của mình như con này. Ông giáo sư quay sang nhìn thấy rồng lửa thì rất kinh ngạc vì biết rằng con rồng bạc này cực kỳ quý hiếm. Lúc này thằng nhỏ Ben quay sang chê trách rồng lửa mà không biết phun lửa khiến nó tự ái mà chạy ra ngoài. Yêu tinh Sor nhanh chóng đuổi theo. Trong khi Sor và ông giáo sư đi tìm thì không gặp, còn thằng Ben không tìm thì thấy con rồng trình ình một đống. Thằng Ben quyết không buông tha mà xoáy sâu vào nỗi đau bất lực của con rồng. Rồng lửa tự nhận mình là một con rồng phách, được cái to chứ yếu lắm. Nhưng dù có là hàng pha ke thì rồng lửa vẫn mong muốn tìm được vành thiên đường để cứu giúp bầy đàn của mình. Không biết là vì tiền hay vì cảm động và Ben lại cổ vũ tinh thần cho rồng lửa. Ben cũng có cái nhìn khác về Sor vì lúc nãy cô ấy đã cứu cậu. Bọn họ cùng nhau đi về trại của ông giáo sư để nghỉ ngơi. Và tất nhiên tay trợ lý của giáp tầm ma cũng lén đi theo. Sau khi về trại của ông giáo sư, bọn họ biết được có một người có thể biết về vành thiên đường đó chính là Dinh Quyền Năng. Ông ta sống ở sâu trong một hẻm núi. Nhưng xung quanh nơi đó toàn là những sinh vật to lớn và nguy hiểm, dự là chuyến đi sắp tới lành ít dữ nhiều. Trong lúc mọi người đều đã ngủ thì giáo sư biết được Ben là một đứa trẻ mồ côi. Ba mẹ cậu đã mất trong tai nạn xe hơi cách đây không lâu. Tại lâu đài của giáp tầm ma, tên người lùn đi làm quân sư tình yêu cho con quái vật mà nó nào có cần. Đúng lúc đó, tên người tí hon báo về là lũ rồng đang tiến tới chỗ Dinh Quyền Năng để tìm đường đến vành thiên đường. Vừa nghe xong, giáp tầm gai liền sâu ra thế nhà giàu của mình bằng chiếc tàu ngầm siêu tốc đúng chất Rickit. Nó cùng tên người lùn cùng lên tàu, hướng về nơi con rồng đang đến. Ben đang ngủ thì nằm mơ về tai nạn mà gia đình cậu gặp năm xưa. Cậu bật dậy khỏi ác mộng thì thấy ông giáo sư đang đưa con chim lông lá lên xe. Ổng còn mời cậu khi nào hứng thú hãy đến để làm việc cho ổng. Thằng người tí hon đang nấp gần đó thấy Ben đi lại thì nhanh trí chui vào trong ba lô của cậu ta. Bọn nhóc lúc đó cũng tạm biệt giáo sư, lên đường chứ ai cho mà ở lại nữa. Ba đứa bay ngày bay đêm, bay qua thung lũng, nhưng bóng đêm không ghì bàn chân mà chỉ có hai đứa bạn ghì lên người con rồng thôi. Không biết bao nhiêu là con quái vật đã xuất hiện. Cuối cùng dừng lại ở một mỏm đá, chưa kịp ngồi nóng đít thì yêu tinh Sor đã bị một con chim khổng lồ quắp đi. Rồng lửa liền bay theo rồi bỗng không biết từ đâu mà nó phun ra được một ngọn lửa xanh lẻ xanh lét như lửa bếp gas. Con chim kia sợ thành chim quay nên liền thả Sor mà, Sor rơi xuống vực, may mà con rồng cũng kịp chụp lại được. Sau đó, mấy đứa phát hiện cái khe núi sâu, cuối cùng thì cũng đã tìm đúng được địa chỉ. Ba đứa đi xuống khe núi nhưng không nhìn thấy ngôi nhà nào. Ben phát hiện ra một cái xe ô tô cũ, thằng Ben liền nhấn còi. Bỗng chiếc xe nổ máy rồi thải ra một làn khói màu hường, không biết ai làm ra cái xe BD giữ thần. Làn khói liền biến thành một cơn lốc rồi hóa ra một vị thần khá giống thần đèn nhưng là phiên bản thừa mắt và thừa mỡ hơn. Ông Dinh Quyền Năng xuất hiện cho bọn chúng hỏi, nhưng có dằn mặt trước nếu mà hỏi một câu mà ông từng được hỏi rồi thì sẽ ăn đạn của ông. Thằng Ben liền láo cho hỏi vành thiên đường không ở đâu, hỏi câu gì ngáo đá ghê nên ông Dinh cũng không biết trả lời sao cho đúng. Ben liền viện cớ đó để bắt ông cho mình biết tất cả những gì ông biết. Vậy là Dinh biến mấy con mắt của mình thành một cái màn hình LED vô cực. Phun tràn HD để cho thằng Ben thấy tất cả những gì ông biết. Vừa xong thì con yêu tinh Ross xeo bột miệng hỏi ông Dinh cách ra khỏi ra chỗ này. Và tất nhiên câu đó chắc cả ngàn người đã hỏi. Ông Dinh bắt đầu bắn lửa vào bọn chúng. Rồng lửa định phun lửa lại nhưng lần này lại không được. Tưởng cả bọn sẽ chết trong tay Dinh thì bỗng con giáp tầm gai xuất hiện đánh nhau với ông Dinh vì dám tranh con mồi của mình. Châu bò đánh nhau thì ruồi muỗi trốn, rồng lửa đưa Ross xeo và Ben bay ra khỏi chỗ đó.
Ben sau khi được dung nạp tất cả kiến thức của Jean thì trở nên dở dở ương ương, vậy người ta mới nói học giết khủng. Bỗng Rosseau chợt nhớ tới một người bạn mà giáo sư từng nhắc tới là một người nghiên cứu rồng, có khi bà ấy sẽ biết điều gì đó. Lúc đó trận chiến của Jean quyền năng và giáp tầm ma cũng kết thúc và chiến thắng thuộc về cái bộ giáp. Ông người lùn nhân lúc rảnh rỗi lại tiếp tục sự nghiệp làm quân sư tình yêu của mình nhưng liền bị con tầm ma đập cho một phát bẹp dí, đã nói chuyện riêng tư của người ta mà cứ nói hoài, họ ngại chứ bộ. Ở quê nhà, mọi người vẫn đang tìm kiếm rồng lừa, nhưng một con rồng xấu xí lại đi tham mưu cho con rồng đầu đàn. Và ba của rồng lừa vì mất con nên cũng hồ đồ trong giây lát mà tin lời của tên gian xảo, tuyên bố chiến tranh với con người trong âm thầm. Sau khi vượt qua biển, rồng lửa cũng đến được Ấn Độ. Những người dân ở đây không hề sợ rồng mà còn rất thân thiện, giã lã với nó. Họ còn gọi Ben là ba bắp Abi gì đó, rồi tặng cho anh rất nhiều quả củ quả. Đợt dịch này mà hốt một mớ đem bán thì cũng có tiền đó. Ở đây có vẻ họ rất kính trọng kỵ sĩ rồng. Họ nhanh chóng được đưa đến gặp bà rồng học. Đó là một bà già đi phải chống gậy, bà ấy vui vẻ dẫn họ đi tới một ngôi đền trên cao phải vượt qua 3.000 bậc thang. Coi bộ già mà còn sung dữ. Ngôi đền đó là nơi thờ kỵ sĩ rồng. Rồng lửa hỏi bà cụ về vành thiên đường thì bà nói nơi đó đã bị phép thuật che giấu khỏi thế giới. Người kỵ sĩ duy nhất trong lịch sử đã dẫn loài rồng đến vành thiên đường và khóa chúng lại. Ông cũng đã chiến đấu với con quái vật giáp tầm gai và trong lúc hấp hối ông đã. Bà chưa kể xong thì ông trưởng làng đi vào sưởi lời mời ăn bánh, làm mất luôn cái nét bí ẩn của người ta. Sau khi chửi ông trưởng làng cũng là chồng của bà rồng học cũng kể tiếp câu chuyện. Bà nói trước khi ngài kỵ sĩ kia chết đã phán rằng, ngày có người tìm ra vành thiên đường thì bạc sẽ có giá trị hơn vàng. Đang tính kể tiếp thì ông chồng lại mang cà ri vào bán. Má coi nó có tức không? Chồng với trà con giết rồi muốn cho ra sofa ngủ hết ghê. Đúng lúc đó, họ phát hiện ra tên gián điệp trong ba lô của Ben. Yêu tinh nhìn thấy liền bắt lại và đòi giết luôn, vậy mà suốt ngày bà nói bà yêu thương tất cả loài vật đó trời. Tên gián điệp liền van xin tha mạng nói mình sẽ giúp đánh lạc hướng giáp tầm ma và gọi điện nói dối là bọn rồng đang đi lên Bắc Cực vì vành thiên đường, ở đó. Không ngờ tên quái vật kia cũng tin theo, nhưng thằng cha trưởng làng ăn hại lại mang đồ ăn vào, rồi vô tình vấp té lên tên gián điệp làm chiếc điện thoại rơi xuống và lộ ra bí mật. Lúc này, yêu tinh sau rồi chợt nhớ ra Ben đã được Jean quyền năng cho thấy điều gì đó nhưng Ben không tài nào nhớ ra được. Một lúc sau, giáp tầm ma và tên người lùn cũng đến được Ấn Độ. Bà rồng học đọc năm điều Bác Hồ và làm Ben nhớ ra được mình đã nhìn thấy là một ngọn núi hình bán nguyệt. Bà ấy nhanh chóng đánh dấu ngọn núi đó vào bản đồ và nói bọn nhỏ giữ cẩn thận, không được để rơi vào tay địch. Nhưng vừa nói xong thì một con quạ bay ngang qua, tiện chân lấy luôn cái bản đồ, dặn người ta rồi chính bà làm mất tấm bản đồ luôn á. Vậy là nhóm của rồng lửa phải tức tốc đến núi Mặt Trăng để ngăn chặn giáp tầm ma đến đó. Họ bay đến một vùng núi đầy tuyết, vừa nhìn thấy núi Mặt Trăng là mắt Ben trắng dã lên nhưng có ma nhập làm tao hú hồn. Nhưng họ không hề biết giáp tầm ma cũng đang tới được nơi này. Rồng lửa bay xuyên qua bão tuyết và chui vào một chiếc hang băng, theo chỉ dẫn của Ben họ cũng sắp tìm đến đúng chỗ. Giáp tầm ma đã đuổi theo sát nút phía sau. Rồng lửa bay nhanh nhất có thể cuối cùng cũng vượt qua được cái hang đó. Tưởng đã thoát được con quái vật kia thì bất ngờ giáp tầm ma phá hang lao ra định cắn yêu bọn nhỏ một cái. Nhưng vì lười tập thể dục nên bật xa hơi yếu, thành ra chỉ có thể rơi xuống vực được thôi. Vừa thoát được con quái vật thì Ben lại nhớ ra những mảnh ký ức mà Jean đã cho cậu. Cuối cùng, họ tìm đến được cánh cổng bước đến vành thiên đường. Ba người bọn họ mở cánh cửa ra, đi vào bên trong là một cái hang động bằng đá. Có bức tượng một con rồng giữa hang và chẳng thấy vành thiên đường ở đâu cả khiến bọn nhỏ vô cùng hoang mang. Giáp tầm ma lúc này cũng đã trèo lên khỏi vực. Nghe tiếng gầm của con quái vật, Ben hối thúc mọi người rời khỏi chỗ này nhưng rồng lửa và Sorrow lại muốn ở lại tìm thêm. Ben đành bỏ hai đứa nó lại mà chạy thoát thân. Đang bỏ chạy thì nó bắt gặp con giáp tầm ma đang lần theo dấu chân của nó mà đi tới chỗ cánh cửa. Trong lúc đi, giáp tầm ma làm một cái vảy vàng rơi xuống đất. Chính nhờ điều đó mà Ben mới đoán ra ý nghĩa thật ra của lời tiên tri bạc sẽ đắt hơn vàng. Nghe tiếng giáp tầm ma đang ở ngay trước cửa, sau rồi định xúi rồng lửa đi trốn nhưng con rồng giờ đây đã đủ dũng khí để quyết chiến với con quái vật một lần và mãi mãi. Giáp tầm ma đi vào rồi vô tình bật công tắc của hệ thống bên trong hang. Lửa bắt đầu được thắp lên như là minh họa cho trận chiến thế kỷ. Hai con rồng lao vào nhau và rồng lửa nhanh chóng bị đánh bại. Yếu giữ đại ca, Sorrow nhảy vào đánh lạc hướng con quái vật để rồng lửa chạy trốn nhưng nào có dễ dàng. Con rồng bạc nhanh chóng bị dồn vào một góc, nó cố phun lửa nhưng vẫn không được. Lúc này, Ben quay lại giải thích với mọi người về lời tiên tri là bạc đáng giá hơn vàng khi vành thiên đường. Mở ra có nghĩa là rồng bạc sẽ đánh thắng được rồng vàng giáp tầm ma. Rồng lửa nhanh chóng bị con giáp tầm ma tóm gọn mà không làm gì được. Sorrow cũng bị đánh bất tỉnh còn thằng Ben bị bắt lại. Trong lúc nguy cấp,
Tên tí hon nhanh trí photoshop hình của Giáp Tầm Ma thành phụ nữ rồi giả vờ như match với gã trên ứng dụng hẹn hò. Cả đời, lần đầu tiên được gái chủ động làm quen khiến quái vật cũng rung động, biến gã thành một tên si tình. Nhân lúc con quái vật bận rộn với tình yêu, Ben đành thú nhận với rồng lửa rằng mình là hiệp sĩ giả. Gã tí hon đang nhắn tin thì điện thoại hết pin khiến Giáp Tầm Ma quay lại với mục tiêu ban đầu của mình. Ngay khi gã định ăn Ben thì bỗng cặp mắt của rồng lửa sáng lên như hai ngọn đèn pha xe hơi. Bụng cậu bắt đầu phình ra như một quả bóng bay rồi phun ra một ngọn lửa xanh vào tên Giáp Tầm Ma. Không ngờ, ngọn lửa đó lại có thể nung chảy được con quái vật gớm ghiếc kia, biến nó thành một dung dịch vàng chảy ra mặt sàn. Tao mà có ở đó là hốt về rồi, tự xưng danh cô bảy vàng ngọc liền. Rồng lửa sau khi bắn hết lửa thì cũng kiệt sức và nằm gục xuống. Trận chiến xong xuôi nhưng vẫn không thấy tăm hơi vành thiên đường đâu, khiến rồng lửa rất đau lòng. Nhưng Sora nhìn thấy trong đống vàng chảy ra từ Giáp Tầm Ma có một miếng ngọc, và trên bục của bức tượng rồng của có một cái lỗ có hình thù giống miếng ngọc đó. Sora liền nhặt miếng ngọc đặt vào cái lỗ đó. Vừa lấp lỗ xong thì bức tượng liền xoay vòng vòng rồi trên bức vách mở ra một cánh cửa nhỏ. Mọi người đi qua cánh cửa thì một thiên đường hiện ra trước mắt họ. Nơi đó chính là vành thiên đường trong truyền thuyết. Dù cho rồng và yêu tinh cố năn nỉ ở lại nhưng Ben và người tí hon quyết định sẽ đến chỗ giáo sư để làm việc. Chỉ cần yêu tinh thay đổi quan niệm không phải con người nào cũng xấu là Ben đã vui lắm rồi. Nhưng nhiệm vụ của rồng lửa vẫn chưa xong vì còn phải về đưa bầy đàn của mình để đến đây nữa. Lúc này tại quê nhà, ba của rồng lửa đang chỉ huy mọi người để chuẩn bị tấn công con người. Không biết ổng chuẩn bị gì mà từ khi thằng con đi đến tận bây giờ vẫn chưa làm cái quân gì. Và đúng là ổng không kịp làm gì luôn thì rồng lửa đã quay trở lại. Đoàn hậu dễ sợ, đang khí thế hừng hực luôn dị đó. Con rồng lửa nói với mọi người rằng mình đã tìm ra vành thiên đường, còn mang bông hoa trong truyền thuyết ra làm bằng chứng. Hiềm khích của loài rồng và con người cũng được hóa giải, vì ai cũng biết rằng loài nào thì cũng có người tốt, kẻ xấu. Chỉ cần tin tưởng nhau thì họ vẫn có thể làm bạn. Bầy rồng cùng yêu tinh thực hiện chuyến di tản lịch sử đến vành thiên đường. Từ đó không còn ai nhìn thấy họ nữa. Nhưng nếu một ngày vô tình bạn nhìn thấy rồng, đừng hoảng hốt, sợ hãi, vì biết đâu bạn chính là kỵ sĩ rồng tiếp theo thì sao? Mình nói chơi thôi, gặp thì báo công an liền nha mấy má, hi hi. Phim đến đây cũng đã hết rồi, có thương Doc thì cho một like và một đăng ký nè. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, hẹn gặp lại lần sau ở những tập khác nha. Bằng cái ống lươn nuốt cả thuyền buồm, nuốt cả cano, nuốt sông, nuốt bể, nuốt hồ, nuốt ba trái núi không no miệng này. Là ống đựng tranh vẽ. Vừa bằng cái ách 100 khách ngồi. Là buồng chuối. Bằng cái hạt mít đít lại có lông. Đến ngày dỗ ông, đem ra làm thịt. Là củ hành khô. Bằng cái lá đa đi xa về gần là gì? Là bàn chân. Bằng cái nồi gang, vang làng vang xóm. Là gì? Là cái chuông. Bằng cây xào, lao vô bụi là con gì? Là con rắn. Bằng lá tre ngo ngoe dưới nước là con gì? Là con đìa. Bằng mảnh sành, lượn quanh hòn núi là gì? Là cái lược. Bằng một bước mà bước không qua là gì? Là cái bóng. Bằng trái cau mà đau hai bệnh là trái gì? Là trái mù u. Bằng trang cái nón cả bọn được nhờ là gì? Là cái nồi cơm. Hè về áo đỏ như son, hè đi thay lá xanh non mượt mà, bao nhiêu tay tỏa rộng ra, như vẫy như đón bạn ta đến trường. Là cây gì? Là cây phượng. Bằng cái hạt cây, ba gian nhà đầy còn tràn ra sân. Là cái gì? Là đèn dầu. Con gì có thịt không xương, đầm trong nắng rãi, mưa tuôn chẳng nề, hiên ngang rộ sức thủy tề, giữ cho đồng ruộng bốn bề xanh tươi.
là con đê. Thân em xưa ở bụi tre, mùa đông xếp lại mùa hè mở ra. Là cây quạt giấy. Áo tròn vành vạnh, nước lạnh như tiền, con gái như tiên, trần mình xuống lội là gì? Là bánh trôi.